Xin chào tất cả mọi người, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Trong video vào buổi trưa ngày hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2021, Tâm xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem video. Đầu tiên là thông tin về việc điều chỉnh việc tiêm vaccine phòng Covid-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Mục đích tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại để tăng cường hiệu lực, hiệu quả miễn dịch COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản. Tổ chức tiêm chủng hết số lượng vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ cho thành phố Cần Thơ trong thời gian sớm nhất, đảm bảo đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, công bằng trong việc tiếp cận vaccine của người dân. Về đối tượng, thì đầu tiên là đối tượng với liều bổ sung vaccine phòng COVID-19 là người từ 18 tuổi trở lên, sinh sống, học tập hoặc làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ưu tiên trước cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vaccine, gồm người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng, người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng Sinopharm hoặc là vaccine Sputnik V, các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế nếu có. Lưu ý, đối với những người chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi như là hoàn thành liều cơ bản. Về đối với là liều nhắc lại, vaccine phòng COVID-19 cũng là người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc là liều bổ sung, sinh sống, học tập hoặc làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ, ưu tiên cho người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế, các trường hợp khác theo hướng dẫn bổ sung của Bộ Y tế. Về thời gian, phạm vi và hình thức triển khai, thì thời gian là từ tháng 12 năm 2021, căn cứ vào tiến độ cung ứng, số lượng và chủng loại vaccine phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ cho thành phố Cần Thơ sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết riêng. Phạm vi triển khai thì triển khai tại tất cả các địa phương trên địa bàn thành phố. Hình thức tổ chức chiến dịch tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện công lập hoặc là ngoài công lập. Loại vaccine và khoảng cách mũi tiêm cụ thể như sau. Đối với liều bổ sung vaccine phòng COVID-19 thì loại vaccine là cùng loại với liều cơ bản hoặc là vaccine mRNA. Khoảng cách tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản. Từ 28 ngày đến 3 tháng tùy thuộc vào tiến độ cung ứng, số lượng và chủng loại vaccine phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ. Lưu ý, đối với người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định. Đối với liều nhắc lại vaccine phòng COVID-19 thì loại vaccine là nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc là bổ sung cùng loại vaccine thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc là vaccine mRNA. Nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mRNA. Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc là vaccine mRNA hoặc vaccine vector virus, tức là vaccine AstraZeneca. Khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản. Lưu ý, đối với những người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục hoặc hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định. Thì trên đây là một số nội dung cơ bản Tâm Tâm đọc để chia sẻ đến cả nhà trong văn bản về kế hoạch là điều chỉnh và về việc tiêm mũi nhắc lại và mũi bổ sung của vaccine phòng COVID-19. Thì cả nhà cũng có thể truy cập vào trang fanpage Facebook Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm để đọc kỹ hơn văn bản này. Bây giờ thì Tâm cũng xin chuyển qua một thông tin khác nữa trong buổi trưa ngày hôm nay nha. Theo trang báo Pháp Luật đưa tin thì Cần Thơ tuyệt đối không để người mắc COVID-19 không tiếp cận được y tế. Cụ thể, Cần Thơ yêu cầu tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không được tiếp cận dịch vụ y tế, không được cấp phát thuốc, không được quản lý theo dõi sức khỏe. Ngày 21 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có công văn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện khẩn trương tổ chức tiêm chủng an toàn nhanh nhất có thể theo hướng dẫn của Bộ Y tế, không để sót ai thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng đầy đủ, kể cả mũi tăng cường, nhất là những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Bên cạnh đó, phối hợp với cấp phát thuốc kháng virus,
túi thuốc C cho các quận huyện để phân phát kịp thời cho những người bị nhiễm virus có nhu cầu được uống sớm nhất, tuyệt đối không để tình trạng thiếu thuốc xảy ra. Bên cạnh đó, hướng dẫn, tập huấn cho các trung tâm y tế quận huyện trong việc tổ chức điều trị F0 tại nhà, tại các cơ sở tránh tình trạng dồn lên tuyến trên, gây quá tải, rà soát chủ động tăng cường năng lực y tế ở tất cả các tuyến, xây dựng kế hoạch với các kịch bản cụ thể, không để bị động, tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không được tiếp cận dịch vụ y tế, không được cấp phát thuốc, không được quản lý, theo dõi sức khỏe. Thì trên đây là một cái nội dung ngắn về việc là Cần Thơ tuyệt đối không để người dân mắc Covid-19 không tiếp cận được y tế. Thì chúng ta thấy là thành phố Cần Thơ rất là chăm lo cho sức khỏe của người dân. Rồi, thì trên đây là hai thông tin mà Tâm Tâm chia sẻ đến cả nhà trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cả nhà cũng có thể truy cập vào fanpage Facebook Gia đình Vui Vẻ của Tâm Tâm để đọc chi tiết cụ thể về văn bản điều chỉnh việc tiêm vaccine. Thì bây giờ Tâm xin tạm dừng video của mình ở đây. Cả nhà yêu thích video hãy cho Tâm Tâm một nút like. Và ai chưa đăng ký kênh để nhận thông báo thông tin thì hãy nhớ bấm đăng ký và nhấn vào chuông báo. Nhấn vào chuông báo thì mới nhận được thông báo nha cả nhà ơi. Dạo này thì YouTube không thông báo cho ai cả. Thì đó là một cái vấn đề mà có vẻ như là rất là nhiều các cái kênh YouTube khác cũng nói với nhau là không, YouTube không thông báo về khi mà có đăng video mới á. Rồi, Tâm xin cảm ơn cả nhà. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.